Giá xe Kia Morning, tháng 4 năm 2022 đại hạ giá xuống dưới 300 triệu, cạnh tranh với Grand i10. Để tăng sức cạnh tranh với đối thủ, Kia Morning đang được giảm giá tới 30 triệu đồng xuống thấp nhất chỉ còn 275 triệu đồng. Nhằm tăng sức cạnh tranh với VinFast Fadil hay Hyundai Grand i10, Kia Morning đang được ưu đãi, giảm giá mạnh tại nhiều đại lý. Cụ thể, các nhân viên kinh doanh đồng loạt giao bán Kia Morning phiên bản tiêu chuẩn, số sàn MT với mức giá 275-279 triệu đồng, giảm 25-29 triệu đồng so với giá niêm yết 304 triệu đồng của hãng. Bên cạnh đó, do là xe lắp ráp trong nước nên khách hàng mua xe thời điểm này còn được hưởng 50% phí trước bạ. Nếu đăng ký biển tỉnh, người tiêu dùng chỉ cần bỏ ra hơn 290 triệu đồng để xe lăn bánh. Với mức giá này, Kia Morning bản tiêu chuẩn số sàn trở thành mẫu xe chính hãng có giá bán thấp nhất Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Kia Morning ra mắt thế hệ mới tại Việt Nam từ cuối năm 2020. Thế nhưng, phía Thaco vẫn bán song song thế hệ cũ và mới. Phiên bản cũ có giá niêm yết 304-383 triệu đồng, trong khi phiên bản mới giá 439 triệu đồng. Vì chịu áp lực lớn từ VinFast Fadil và Hyundai Grand i10, Kia Morning thường xuyên được giảm giá. Phiên bản MT tiêu chuẩn của mẫu hatchback hạng A này đang được giảm giá thuộc dòng cũ còn dòng. Mới có hai bản là X-Line và GT-Line đều có giá bán lẻ đề xuất là 439 triệu đồng. Đối với người dùng quan tâm đến dòng mới, một số đại lý cũng áp dụng ưu đãi nhẹ, cụ thể là mức giảm 15 triệu đồng cho riêng bản GT-Line. Tuy nhiên, khuyến mãi này không phải nơi nào cũng có, vậy nên người dùng vẫn cần tham khảo qua các bên để nhận được báo giá tốt nhất. Vì là phiên bản tiêu chuẩn, Kia Morning MT chỉ được trang bị một số tính năng cơ bản. Ngoại hình đơn giản với hệ thống đèn pha, đèn sương mù và đèn hậu dạng halogen, mâm thép 14 inch, phanh đĩa ở phía trước và phanh tang trống ở phía sau. Gương chiếu hậu chỉnh điện nhưng gập cơ. Nội thất ở mức cơ bản với hệ thống giải trí CD 4 loa, nội thất bọc da simili, ghế điều khiển bằng tay và điều hòa chỉnh cơ. Vô lăng gật gù chỉnh hai hướng, hai tông màu, không bọc da, không tích hợp nút bấm chức năng giải trí. Nhìn chung, trang bị của xe chỉ vừa đủ dùng cho nhu cầu chạy xe dịch vụ, trong khi đó với mục đích phục vụ gia đình, xe vẫn thiếu nhiều tính năng. Vì nghèo nàn trang bị, Kia Morning MT hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải trong đô thị. Thế nhưng, số đông cân nhắc đến Morning MT đều chi thêm vài chục triệu đồng để chuyển hướng sang bản app vì có thêm số tự động, chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.